Đồng đạo hỏi: Coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó dắt dìu. Giải đáp: Kính thưa quý vị, phần đông thì người tu ai cũng chịu thượng cảm hơn là nghịch cảm. Bởi vì thượng cảm thì dễ tu, hô tu có người ủng hộ, hô tu có người cho tiền, hô tu có người đưa lên làm chức trọng quyền cao, sung sướng tự tại thì ai cũng thích hết. Nhưng mà nếu tu như vậy đó là mình chỉ hưởng phước thôi chứ không có làm phước. Vì vậy mà không làm phước, không làm lành thì không có công đức, do đó mà khó thành đạo hay là lâu thành đạo. Còn bây giờ tu nghịch cảnh, gặp những chuyện khó khăn nhiều hơn, bị nặng nhẹ nhiều hơn, chịu cay đắng nhiều hơn, chịu cực chịu khổ giúp cho đời nhiều hơn. Vì vậy mà cái chịu đựng cực khổ đó cho nên mới có công đức, mới có phước duyên, mới mau thành công đắc đạo. Cho nên trong kinh Phật, Đức Phật có nói: người ở bên thế giới Tây Phương tu 100 năm không bằng ở cõi trần này tu 1 ngày. Nghĩa là ở bên thế giới Tây Phương quá sung sướng, đâu có ai nghèo mình phải bố thí, đâu có ai không có Phật Pháp mà mình thuyết Pháp, đâu có ai già yếu mà mình phải dẫn dắt, đâu có ai tật nguyền mà mình phải giúp đỡ. Vì vậy mà ở cõi Tây Phương không làm được việc gì có phước có duyên hết, cho nên lâu thành đạo hơn. Còn ở cõi Ta Bà này, mình muốn giúp đời thì có phương tiện, có người khổ cho mình giúp, mình muốn làm lành thì có việc làm cho mình làm, mình muốn làm việc từ thiện thì cũng có việc từ thiện cho mình làm. Nhờ vậy, nhờ tu, nhờ làm lành, nhờ làm việc nhiều thiện, nhờ công giúp đời, cho nên mình mới mau thành công đắc đạo. Tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tà xe. Đó lời của Đức Quỳnh Giáo Chủ nói như vậy. Thì ở cõi Ta Bà này, nghịch cảnh tu mau hơn thượng cảnh. Tại sao như vậy? Là vì tạm ví dụ một cái phương tiện cho quý vị dễ hiểu, là tôi dùng 100 miếng giấy lược, tôi chỉ lược một lần thôi thì nước trong, mà nước đã trong rồi thì dù làm gì nó cũng không đục. Đó là tu nghịch cảnh. Còn tu thượng cảnh thì phải để nước đục cho nó lóng, từ từ nó trong. Nhưng mà ở trên trong, ở dưới đục, có ai lắc cái nó đục trở lại nữa. Lên núi lên non tu, vô chùa vô am vô cốc tu, không ai động địa tới mình thì tâm phạm thân sen, tham thân si còn nhóc, tưởng đâu tôi hết rồi, mời mốt gặp cảnh cái động nữa. Còn cái người ta tu trong cảnh mà ta hành được, tu được, chứng được thì hết động luôn. Như vậy nghịch cảnh tu mau hơn thượng cảnh, dễ tu hơn thượng cảnh. Cũng như cái câu chuyện mà có cái ông này, ông tiên, ông dặn một đứa học trò tiên hồi còn bé, ông đem về núi ông nuôi. Tới lớn lên cái nó nói nhớ nhà quá, để cho ông về thăm nhà. Thành ra cái ông cho ông về thăm nhà, về mấy bữa sao thấy nó không có trở lại, cái ông đi kiếm, ông đem lên núi thì thấy nó ngồi hoài, nó suy nghĩ, cái đầu lăn xăng lộn xộn, nó không có thiền định, không có hành đạo như mọi bữa nữa. Rồi hồi đi dọc đường đó, thấy một cô gái đẹp, nó dòm mãi biết. Cái ông thầy ở đó sao, ông nói cọp đó là con, cọp đó là con, nó hại lắm mà, nó ăn thịt con đó. Cái vậy ngồi trong cống hoài, ông thầy hỏi sao con ngồi trong cống hoài mà con không có yên tâm hành đạo như mọi lần. Nói bạch sư phụ, con nhớ cọp quá. Bởi vì đi trốn cảnh là tu thành tiên, không từng gặp sắc đẹp, bây giờ tu gặp sắc đẹp cái nó mê liền ha. Đó, vì vậy tôi muốn nói cái người tu trốn cảnh tu lâu hơn ở trong cảnh, cái người gặp khó khăn tu mau đắc đạo hơn gặp dễ dàng. Vì vậy mà để kết luận cái đề tài thứ ba, tôi trình bày đến đây kết thúc. Kính thưa quý vị, có một đồng đạo hỏi tu thế nào để sống được đời thượng huân thánh đức. Rồi bây giờ về đời thượng huân thánh đức rồi, có còn tu nữa hay không? Thì hôm nay tôi cũng xin trả lời ngắn gọn. Đức Thầy chúng ta có nói: cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt, hay là kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Đây là cái đề thi đó. Cả thế giới bây giờ không ai biết cái đề thi, không có tôn giáo nào nói trước cái đề thi, mà ngài thi mới biết thôi. Cái ân huệ cho đất nước Việt Nam, cho dân tộc của nước Việt Nam, cho dân của miền Nam, cho tín đồ hòa hảo là có Phật Di Lặc Lâm Phàm tại miền Nam nước Việt Nam. Nói cho chúng ta biết cái đề thi trước, để
để chúng ta sau này dễ dàng thi đậu. Là bây giờ hiền còn giữ mất, chánh còn tà mất. Đây là cuộc thi của Thượng Đế sắp tới ngày kế này. Một là kẻ gian ác đến sau tiêu diệt, hai là kẻ tà gian sau bị rửa thiêu. Còn người tu niệm sống đời thượng cổ, cái người tu niệm, cái người làm lành tánh dữ, cái người chân chánh, lương thiện, tốt đẹp, hy sinh cho mình và cho đời được nhờ, không làm việc hại ai, không gây lao khổ cho ai, chính cái nhân quả tốt đẹp đó cho nên được an vui hạnh phúc, được sống đời thượng cổ, khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết trong cái sự biến chuyển này, sẽ được sống lâu muôn tuổi, đúng theo trong kinh lời của Phật nói, đúng theo trong sách của các vị thánh hiền nói, tức là người thượng cổ sống được 10.000 năm bằng với cái cõi thiên, không già không bệnh, muốn gì có nấy, không đau ốm, không chết chóc, không khổ đau như ở cõi trần tục này. Rồi cái câu thêm nữa là về cõi thượng huân rồi có tu nữa hay không? Thì xin thưa quý vị, cái cõi thượng huân tạm coi như là cõi tiên giống như cõi trời, vì sung sướng quá nên có một số người hưởng cái phước chứ không chịu thu. Vì thế mà cái người không tu đó thì cũng được một môn tri hậu tuổi người so le, trong hai môn biến đổi khá nghe, có sống có chết so le lập đời, tức là sống được 10.000 năm không chết, từ 10.000 năm sắp lên mới có chết có sống so le lập đời. Còn bây giờ 80 tuổi mới có con so, mới lập gia đình, chứ không phải như đời bây giờ. Vì vậy mà cái người thượng quân nó khác hơn cái người hạ quân. Nhưng có một điều, một số người vì sung sướng quá, vì an vui hạnh phúc quá cho nên không chịu tu. Cái số người không tu đó thì hưởng hết phước, cũng dẫn đầu thai trở lại trung quân rồi xuống hạ quân. Còn những người chịu tu thì đó là cơ hội rất tốt, kiến nghiệm bậc chân sư tu hành mau đắc quả. Nghĩa là cõi thượng quân, Đức Di Lạc Lâm Phào, Lâm Phàm, ba cái thời thiết pháp, mỗi một thời như vậy là 2.000 năm. Cái thời đầu tiên là độ 92 ức, cái thời thứ hai là độ 94 ức, cái thời thứ ba là độ 96 ức. Đó là đúng theo trong kinh Phật, nghĩa là Đức Di Lạc Lâm Phàm độ ba thời thiết pháp 6.000 năm, độ tất cả ba thời như vậy, người ta thành công đắc đạo vô số vô biên, không thể lường tính hết được. Vì vậy nếu chúng ta về đó, nếu quyết chí tu thành Phật thì rất dễ dàng, ai tu cũng thành Phật hết. Ngồi nghe Đức Di Lạc thuyết pháp rồi chứng quả Như Lai, chứng quả La Hán, chứng quả Bồ Tát luôn, chứ không cần phải tu cực khổ như ở cõi trần này. Vì vậy đó là qua thượng ơn có tu nữa hay không, tôi xin giải đáp như vậy. Đồng đạo hỏi: coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó dắt nhiều. Giải đáp: kính thưa quý vị, qua hai câu giảng trên trong quyển tư Giác Mê Tâm Kệ mà Đức Thầy viết vào năm Kỷ Mão năm 1939 tại làng Hòa Hảo, hai câu này đại ý Đức Thầy muốn cho chúng ta biết pháp môn mà Đức Thầy dạy là thiền, tịnh, song tu. Thường thì chúng ta có cái quan niệm là niệm Phật cầu vãng sanh, niệm Nam Mô A Di Đà Phật là để nhờ Đức Di Đà rước về cực lạc, mà có nhiều khi mình nói hơi chênh lệch cái chỗ là mình niệm Phật mà không quan trọng cái chỗ làm lành, mình vẫn còn làm ác mà mình mong đới nghiệp vãng sanh, rước mình về cõi Di Đà, xong rước cái tội lỗi mình về luôn thì cái đó không có chắc. Vì vậy, phải thực hiện đúng lời của Đức Thầy: coi rồi phải thân mình tự trị. Trước hết, mình phải tự trị cái thân mình độ được thân mình thì Phật mới độ mình được. Còn mình không tự trị, không tự độ bản thân mình được, ngồi đây cầu vái Phật độ tôi hoài thì chắc gì Phật độ. Bây giờ mình ném món đồ xuống sông rồi mình ngồi đây vái Phật cho món đồ đó lên bờ thì không khi nào lên. Bây giờ mình vái Phật cho món đồ đó lên bờ, đồng thời mình nhảy xuống sông mình vớt nó lên, vừa vái vừa làm thì mới có kết quả. Còn tôi ngồi đây vái Phật cho món đồ đó lên bờ mà tôi không làm gì hết thì làm sao món đồ đó lên bờ được. Coi rồi phải thân mình tự trị. Coi rồi tức là mình coi kinh giảng của Đức Thầy, mình đọc lời Đức Thầy. Rồi bây giờ mình phải tự trị, mà trong thân mình có cái gì mà mình phải tự trị cái thân? Đức Thầy cho biết là mỗi người có ba cái nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Tôi nói đại cương thì quý vị cũng biết rồi phải không? Thân nghiệp sanh ra ba điều ác:
sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Khẩu nghiệp sanh ra bốn điều ác: lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ. Ý nghiệp sanh ra ba điều ác: tham lam, sân nộ, mê si. Bây giờ mình tự trị lấy mình diệt 10 điều ác, là 10 điều lành, rửa tâm mình cho trong sạch. Đó là mình biết tự trị lấy thân. Còn bây giờ, nếu không tự trị, cứ niệm Phật cầu ông Phật độ hoài, thì ông Phật cũng không độ được. Còn nếu mình tự trị được 10 điều ác rồi, thì đúng như lời Đức Thầy dạy: cầu tịnh ba nghiệp xong xuôi, Tây phương quyết đáo, chung vui Phật đài. Đó là mình độ xong mình rồi, thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu Đức Phật rước về cực lạc, thì chắc chắn Ngài sẽ rước mình về cực lạc. Đó là mình vừa thực hiện đúng lời Đức Thầy. Tất nhiên là mình vừa ra sức hành đạo, vừa niệm Phật cầu vãng sanh về cực lạc. Hai cái nội dung hợp lại giúp cho mình thành công kết quả. Có thiền tông, có tịnh độ, như thêm sừng cho mãnh hổ. Hiện tại làm thầy người, vị lai làm Phật tổ. Vĩnh Minh Đại Sư. Vì vậy, qua hai câu giảng của Đức Thầy khuyên chúng ta rằng: coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong, Phật khó dắt dìu. Đại ý Đức Thầy khuyên chúng ta coi kinh giảng, xem kinh giảng, đọc kinh giảng của Thầy rồi thì phải tự trị cái thân của mình. Nghĩa là phải tự trị cái thân của mình, ba nghiệp, thân, khẩu, ý, không cho phạm 10 điều ác, đồng thời trị 6 căn của mình, không cho nhiễm 6 trần. Mắt ưa xem sắc đẹp, tai ưa nghe tiếng hay, mũi ưa ngửi hương thơm, lưỡi ưa đồ ngon béo, thân ưa sự sung sướng, ý ưa chức phận cao. Tối ngày mình cứ ưa dục vọng thì làm sao mà tỏ ngộ được. Bây giờ mình phải tự trị nó, đừng cho nó ham muốn, đừng cho nó dục vọng nữa. Mượn câu Nam Mô A Di Đà Phật để che đậy 6 căn, không cho nhiễm 6 trần. Mượn câu Nam Mô A Di Đà Phật diệt đi 10 điều ác thì chắc chắn Đức Phật rước mình về cực lạc. Tất nhiên là tự độ xong thì Phật sẽ dắt dìu, sẽ đưa mình đến chỗ thành công đắc quả. Niệm chữ Di Đà cầu Phật độ ta, ai đang niệm đó phải hiểu cho ra. Tu phải âm thầm, chẳng kiếm xa xăm, lặng nhìn tự biết rõ ràng Phật tâm. Nam Mô A Di Đà Phật.